Rồi em xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay em tiếp tục lại với một một pho dúi khủng cốt trực nu bướu rất đẹp nha anh em. Nu bướu nè. Đó, em thấy nu không? Vàng đầu thì nó rút chốt lại rất nhỏ. Rồi lấy cái thước sau lưng đo cái quanh cho anh em xem. Cây một cốt mà chi chốt nó đóng từ gốc lên tới ngọn luôn nha anh em. Phân bố rất đẹp. Cây này hàng dùng Bà Lan nha. Nói khiêng thì nó rơi vào chắc cỡ tầm 8 người khiêng nha anh em. Hoành là 101, hoành gốc 101 nha anh em. Cây đặc rất đẹp, không bồng nha. Đế thì nó chia đều ra hết nha anh em, rễ cọc rất là nhỏ. Cây nhìn rất là lực cây nha. Phơm này phơm chơi nha anh em, cao 2m3, hoành gốc 101. Rất đẹp, anh em thấy không? Một cây dúi mà phân bố rất chi là đẹp luôn anh em nha. Qua đây anh xem. Cây nó chia đớ rỡ lại hết rỡ cọc rất nhỏ nha anh em. Cây chỉ bị một cái vết lũa rất nhỏ ngay chỗ này. Cây cao 2m3, hoành gốc 101, nu bú rất đẹp nha anh em. Nu bú rất đẹp, rất già. Cây này khiêng thì nó rơi vào chắc cỡ tầm 80 khiêng nha anh em. Quá đẹp nha anh em nha. Rồi anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Chào anh em.